cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Lê Minh Nguyên và tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Nhìn sang thế giới trong tuần vừa rồi đó, thì ở Đông Âu và ngay tại vùng Crimea lại chuẩn bị xảy ra một cái cuộc tranh chấp nữa. Đầu đuôi câu chuyện nó như thế nào? Thế anh Nguyên có thể tóm tắt lại và anh nghĩ là nó sẽ nổ lớn thêm. Đầu đuôi câu chuyện đây là theo tôi một cái chính yếu là ông Putin và cái chính quyền của ông nó thấy đây là cơ hội lớn ở của nước Nga để mà có thể mà lớn đó, cái điểm mà lớn lại để có thể thay đổi được cả Ukraine vào trong cái hệ thống của họ. Còn nếu ít hơn thì cái miền đông của Ukraine cũng phải là cái thành phần gọi là nó theo Nga mà đòi độc lập nó phải mạnh lên. Ukraine. Cái khu tự trị đó thì 4 năm nay nó đã tự trị rồi phải không? Hiện giờ thì mấy năm nay là để nó ở trong tình trạng nó cũng đòi tự trị như vậy nhưng mà là ở cái thế giằng co và nó có cái sự hỗ trợ của Nga nhưng mà nó không tiến lên được. Là vì không tiến lên được là bởi vì Tây phương ở Bắc Âu cũng như Hoa Kỳ chống đối rất là mạnh, là làm những cái trừng phạt ở Liên Hợp Quốc chẳng hạn. Thì nhưng mà bây giờ thấy là cái cửa sổ cơ hội thì nó là cái câu chuyện nó như thế này, họ thấy cửa sổ cơ hội thì họ bài chuyện nhưng mà bây giờ họ nói là do Mỹ gây hấn. Do Mỹ suối Ukraine gây hấn với Nga. Thì nó là như thế này là bởi vì nó có cái cầu nó bắc ngang từ nước Nga qua Crimea. Cái cầu đó dài 11 cây số và cái số tiền bắc tốn kém khoảng gần 4 tỷ đô la. Và nó bắc xong cái cầu đó rồi á thì nó có một cái khoang thôi. Là đi từ cái biển từ Hắc Hải ở phía dưới mà đi lên cái biển Azov là phải đi ngang cái khoang đó. Thì ở trên cái vùng Azov thì Ukraine. Tức là cái eo biển đó là cái con đường mà ở Ukraine họ dùng để thông thương ra ngoài biển Hắc Hải và đi ra ngoài với thế giới. Mà Nga lại bắt cái cầu ở bên mà bắt cái cầu thì họ có một cái hải cảng ở bên trên đó, cái hải cảng đó rất là quan trọng. Thì trước đây họ đã đi qua rồi thì không có vấn đề, nhưng mà bây giờ họ bắt đầu họ đi từ Hắc Hải họ đi lên thì tàu Nga là cái coi như của cảnh sát Nga FSB là nó bắn làm cho khoảng 3 binh sĩ bị thương rồi họ chiếm 3 chiếc tàu. Bây giờ họ kéo về họ đậu tại cái cảng của Nga. Thì họ đem một chiếc tàu hàng rất là lớn, rất là dài, họ chắn ngang cái khoang cầu, không cho đi qua đi lại. Thì bây giờ họ nói là họ không có gây hấn, Ukraine mà là gây hấn. Kể như là cắt đứt cái Ukraine, không còn con đường đi ra biển nữa. Đúng. Nhưng mà ở đây đó thì nó có khác một cái chuyện đó là tôi muốn thêm một cái vài cái ý kiến là khi mà còn Crimea mà còn thuộc Ukraine đó, thì Nga chưa có xây cái cầu. Sau khi họ chiếm Crimea đó, thì Nga đã xây cái cầu dính vào Nga và Ukraine. Và do đó, cái con đường duy nhất... Crimea là tiếng Anh, Crimea là tiếng Pháp. Tức là Crimea mới tiếng Việt, tiếng Pháp. Bao nhiêu năm mà Liên Xô còn làm chủ Crimea đó thì họ không chịu xây cầu. Và lúc mà Ukraine làm chủ thì cũng không xây cầu, mà bây giờ họ thì sau khi họ chiếm cầu Crimea thì họ mới xây cầu. Bởi vì trên nguyên tắc á, đó là một cái sự xâm chiếm bất hợp pháp, thành ra mình bây giờ mình không thể nói là của Nga được, mặc dù Nga nó occupy thôi. Vì vậy đó thì cái con đường duy nhất giữa biển Azov và biển Đen đó thì là cái chỗ đó. Cái đó là nó rất là nhỏ thôi. Và mình thấy rõ ràng là ở đây đó là Nga đưa cái tàu nghĩa là dầu hỏa đó, tàu chở dầu đó để chặn cái đường đó vô và họ gây bất cấn ở đây. Nhưng mà cái nó khác là ở biển Azov đó là có một cái ký kết giữa Nga và Ukraine. Nghĩa là hai bên phải điều định với nhau chứ không có phải là kiểu như là ở Biển Đông của mình mà Trung Quốc tự nhiên tự gây là nói là chúng đúng, tôi là nó có một cái sự ký và hai bên sử dụng chung. Sử dụng chung, thành ra ở đây đó nó hơi khó một chút là hai bên Nga cũng có quyền sử dụng biển Azov và Ukraine cũng có quyền sử dụng biển Azov,
Do đó đó thì ở đây đó nó còn phải như là thương thuyết rất là nhiều, tại vì ở đây cũng có cái công nhận quốc tế và của quốc tế là Nga có liên hệ đến luật quốc tế đúng không? Tại vì vâng. tàu quốc tế có quyền đi xuyên qua cái eo biển đó để đến vâng. Ukraine. Đúng, bây vâng. giờ cái đó là khi mà đem một chiếc tàu chở dầu ngăn chặn vậy là vi phạm luật quốc tế. Đúng, mà vi phạm luật quốc tế là đây đâu có phải nói là đổ cho Ukraine, nhưng mà cái tàu đó đâu có phải tàu của Ukraine. Khi vâng. hỏi đây thì là mình rõ có nước nào dám gửi hải quân đến để mà gọi là thực hiện cái quyền tự do hàng hải không? Bây giờ cho tới bây giờ này thì chúng ta chỉ thấy là Liên Âu đưa ra ngay cái bữa đó là nó xảy ra, hình như 23 Tây thì nó xảy ra đó, thì Liên Âu đưa ra cái bản lên tiếng liền là yêu cầu là Nga phải chấm dứt cái tình trạng đó, và đó là tôn trọng luật. Nhưng mà nếu mà chỉ lên tiếng thôi mà không có một cái sức mạnh đi phía sau thì cũng Nga cũng chẳng có thay đổi. Và hải quân Mỹ thì quá xa không thể vô được. Không có thể vô được. Nó như thế này nè mới khổ. Ừ. Cùng một ngày vừa buổi sáng vừa xảy ra chuyện đó thì buổi trưa đó, là ông tổng thống của mình ổng gửi một cái tweet ra liền, ổng là ổng nói cái đó làm cho thiên hạ cũng chế giới luôn. Ổng nói là các nước ở Liên Âu phải đóng góp thêm tiền bạc để mà lo trong cái vấn đề bảo vệ cho NATO và cho những cái cam kết NATO. Tức là cái ý ông đó là NATO bên những cái nước Liên Âu tự lo đi. Thì cái đó nó làm nó người ta cảm thấy sao tổng thống gửi một cái signal, một cái tín hiệu mà nó không có lợi cho Ukraine. Ukraine đã là member của NATO chưa? Chưa. Tại vì Ukraine gặp khó khăn đó là tại vì chính là họ muốn vào NATO. Và lẽ dĩ nhiên là ông Putin ông không muốn là những cái nước mà hồi xưa là cựu Liên Xô cũ đi vào sáp nhập vô NATO. Đó là một cái đầu tiên. Mà nhưng cái thêm anh cho chút xíu là thêm David Satter, một người bạn của chúng ta đó, ông ta là chuyên gia về vấn đề Liên Xô, Nga và Đông Âu á, thì ông nói là Nga rất là sợ Ukraine dân chủ, là một quốc gia dân chủ thật sự hay là tham gia vào Liên Âu, là bởi vì đó là một cái quốc gia nằm sát nách của Nga. Nếu mà quốc gia đó mà nó trở thành như vậy á, thì ở dân ở trong nước Nga nó sẽ copy như vậy, nó làm như vậy là coi như là cái đế chế của ông sẽ sụp đổ. Nhưng mà mình thêm cái đó là khi anh Nguyên anh nói là ông Tổng thống Trump gửi cái đó, nhưng mà ngược lại trong khi đó tại Á Châu đó thì là hải quân Hoa Kỳ lại gửi tàu đi qua eo biển Đài Loan qua eo biển. Thì ở đây đó nó có nhiều cái mà gọi là nó nghĩa là chéo cả ngỗng đó trong cái vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ trong cái đó đó. Thì mình thấy là ở đây đó cũng còn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, là tại vì ở đây dù muốn dù không đó, ở giữa biển Azov thì cả hai bên đều có quyền nghĩa là sử dụng, chứ không phải là mà được quốc tế công nhận. Và được quốc tế thì được. Cả hai nước có bờ biển ở trong biển Azov đều có quyền đi qua cái eo đó. Đúng, không ai được quyền cản lại. Thứ nhất là cái luật quốc tế cho như vậy, thứ hai là hai bên có cái thỏa thuận như vậy. Nhưng mà bây giờ Nga chơi là chơi trên đó, đó là chơi trên. Một cái về thời điểm, tại sao ông Putin ông lại quyết định gây chuyện trong lúc này thôi? Trước trong vòng vài ngày trước thôi là bây giờ ông đang trên đường đi qua Argentina để dự hội nghị của G20 và có một cái cuộc họp thượng đỉnh với ông Trump. Thì đúng. Ông Trump đã cancel rồi phải không? Thật ra đây là một cái kế hoạch từ lâu dài nhiều năm của Nga chứ không phải là cái kế hoạch mới xảy ra. Nhưng mà cái thời điểm nào là thời điểm thuận lợi để mà Nga tấn công lên mà bên Tây Phương mà không làm gì được. Thì ông coi đây là cái thời điểm thuận lợi để mà ông có thể ông rướng lên. Mà bên phía Tây Phương là đứng ngó thôi chứ không có hành động. Làm ngay trước cái hội nghị G20 tức là thách thức cả NATO rồi. Vì ông sẽ gặp tất cả những người. Vì cái hội nghị G20 á, nó thuần túy từ xưa tới nay á, anh quân về thì kinh anh tế. Biết. Đó, exactly là nó chỉ về kinh tế chứ không phải là về cái kia. Nhưng mà nói chung đó là khi mà có những cái hội nghị như vậy đó thì dân chúng người ta họ lo, tất cả các nước lo về vấn đề kinh tế, lo về ví dụ tại Argentina sẽ giữa người ta ai cũng mong là sự đụng độ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ
giữa về cái vấn đề thương mại, chứ không có ai lo về cái vấn đề mà Crimea hay là Ukraine. Ngay là, cái vấn đề kinh tế, thành ra cái ông Hoàng Thái Tử, ông MBS, Hoàng Thái Tử của Saudi là trong cái vụ mà cô Khashoggi là đương như vậy, nhưng mà ông ta vẫn đại diện Saudi để đi tới G20. Chúc nơi đây như vậy. Xin quý khán giả tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này trong phần kế tiếp của chương trình.